chào tất cả các bạn nha. Nay mình làm cái video nói về cái cảm nhận cá nhân mình sau một thời gian hơn ngàn cây số mình sử dụng cái dòng nhớt Any E-Ride Scooter này nha mấy bạn. Thì sau ngàn cây số thì mình có đi phố nè, đi đường trường và bào tour trong ngày. Mình thật sự đánh giá tốt cái dòng nhớt Any E-Ride Scooter này. Nó thật sự là đúng là tiền nào của nó các bạn à. Nó tốt, mình đánh giá nó là 5 sao, phù hợp cho cái việc đi phố và đi đường trường. Nhớt Any E-Ride này cho cái cảm nhận tiếng máy nó êm nhé bạn. Nó không có xào, không có gào máy. Nó êm, mượt. Mình đi phố, đi ga đều, tốc độ 40. Nó không có ì. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái ga của nó, nó không có lanh nhé bạn. Tăng tốc không có vượt trội. Thì cái dòng nhớt Any E-Ride Scooter này phù hợp với những người có cá tính, đầm tính nha mấy bạn. Những người đầm tính. Tại vì dòng nhớt này nó êm, nó không có êm nhẹ, nó êm mượt thôi. Êm mượt nhẹ nhàng thôi nha mấy bạn. Sau một chuyến đi Sài Gòn, Long Hải, Hồ Cốc của mình, mình đánh giá nó là nhớt này mình thích hợp. Mình đi tốc độ là 60 thôi, tốc độ trung bình của mình là 60. Mình đánh giá nó là tốt. Tại vì mình không có yêu cầu đòi hỏi cái ga nó phải lanh và tăng tốc vượt trội. Tại vì dòng nhớt này là dòng nhớt Coaster 10W40. Tại vì nó cho cái mình cái tiếng máy, cái động cơ mình nó nhẹ, êm, mượt. Còn sau chuyến hành trình bào tour của mình gần 600 cây Sài Gòn, Bù Đăng, quốc lộ 14, đi về Lâm Đồng, Madagul, quốc lộ 20, Lâm Đồng, đi về Di Linh, đèo Bảo Lộc, quốc lộ 28, đi về Phan Thiết, quốc lộ 1A, về lại Sài Gòn. Thường những cái dòng nhớt khác mình đi á, là sau những chuyến hành trình dài vậy á, thì tiếng máy rất là gào. Nó gào rất là nặng luôn mấy bạn. Nhưng mà thằng nhất Any E-Ride này nó cho mình cái một sự ấn tượng rất là tốt. Đó là hôm sau mình đi làm, tiếng máy nhẹ nhàng, thì thầm nhẹ nhàng luôn. Mình thật sự đánh giá cái thằng này là tốt. Đúng là dòng dầu nhớt đẳng cấp của Ý. Thì cho mình một cái trải nghiệm thật sự ấn tượng. Dòng nhớt này là mình đánh giá nó 5 sao, phù hợp việc đi phố và đi đường trường nha mấy bạn. Mình không đánh giá cao cho việc bào tour. Tại vì bào tour thì đòi hỏi sức kéo. Thằng này thì xe nó ì, nó êm. Ga nó không có lanh, không có cái độ bốc, độ tăng tốc nha mấy bạn. Còn êm máy, mát máy. Mát máy thì mình chưa có đo được, nhưng mà mình cảm nhận được thằng này nó mát. Nó cho cái động cơ mình nó mát nha bạn. Qua cái việc idling stop nè. Nó khi mà mình thay nhớt này vô thì nó mất một khoảng thời gian nó không sáng. Nghĩa là cái độ nóng nó chưa có, cái vòng tua nó chưa đạt tới 1400 đến 1600. Nên nó chưa kích hoạt được cái chế độ idling stop này. Thì tầm phân khúc, tầm trung dầu nhất nhập tổng hợp thì Any E-Ride Scooter này mình đánh giá là tốt, đáng đồng tiền để mình sử dụng sau này.